cơm để phục vụ cho 3.000 khách mời có mặt tại ngày hội thành phố Biển Hồ ngày hôm nay. Thì các đầu bếp của Anma đã phải làm việc trong rất là nhiều giờ trước ngày lễ hội này để chuẩn bị những món ăn và những tinh hoa ẩm thực, những nghệ thuật ẩm thực để có thể gửi đến và làm bất ngờ những thực khách của chúng ta. Và toàn bộ khu vực lều phía bên tay phải này có tới hơn 20 gian hàng ẩm thực để các khách mời có thể thỏa sức thưởng thức những món ăn nhâm nhi những trái dừa, và thực sự là có cảm giác chúng ta đang được đắm mình trong không khí lễ hội trên một bãi cát trắng ở Nha Trang, ở Đà Nẵng. Thậm chí có người còn ghé tai tôi vừa nãy là nói không khác gì ở Miami hay là California cả. Ở phía xa kia các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Tôi rất là muốn khoe các bạn khu vực này, và đây chính là điểm nhấn của ngày hội thành phố Biển Hồ ngày hôm nay. Đó chính là khu vực sân khấu chính, và chúng tôi đã rất là kỳ công bố trí dưới dạng một sân khấu nổi hoàn toàn ở trên mặt nước. Ở đây thì hiện giờ mọi công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất. Toàn bộ khu vực ghế ngồi đã được set up xong xuôi. Tất cả các nghệ sĩ đã tổng duyệt xong và đang ở khu vực chờ sẵn sàng. Chỉ một lát nữa thôi sẽ bắt đầu một sự kiện âm nhạc được đón chờ nhất. Các bạn có thể thấy thì ngay bây giờ âm nhạc đã nổi lên rồi, và tại khu vực sân khấu đối diện mặt biển trung tâm. Như các bạn có thể thấy thì bây giờ âm nhạc đã nổi lên rồi, không khí đang nóng dần lên từng phút một. Và ngay khu vực sân khấu đối diện khu hồ trung tâm thì các nghệ sĩ, những DJ và những chuyên viên chế biến đồ uống của chúng tôi đã sẵn sàng gửi tới quý vị rất là nhiều những tiết mục, những phần biểu diễn và cả những thức uống vô cùng tuyệt vời để chúng ta có thể tận hưởng trọn vẹn những khoảnh khắc này trên bãi cát trắng của dự án Vinhome Ocean Park. Hãy cùng tiếp tục với tôi khám phá những điều thú vị đang chờ chúng ta sắp tới nhé. Và ngay phía bên phải này là một hàng những chiếc xe với rất là nhiều màu sắc sặc sỡ bắt mắt. Những chiếc xe này không phải là những gánh xiếc di động đâu ạ, nó chính là những chiếc xe mini chuyên bán những đồ ăn ở trên các khu bãi biển rất là phổ biến và dễ bắt gặp trong những bộ phim Mỹ. Còn ở đây tại dự án Vinhome Ocean Park và trong khuôn khổ ngày hội thành phố Biển Hồ ngày hôm nay, đây sẽ là những điểm nhấn, những chiếc food truck mà chúng tôi sẽ phục vụ đồ ăn, thức uống và đồ ăn nhẹ cho tất cả các khán giả tham gia vào ngày hội hôm nay. Các bạn nghĩ sao nếu như chúng ta được đón hoàng hôn ở trên biển? Ngày hôm nay thì tôi được đón hoàng hôn trên bãi cát trắng, bên hàng dừa, bên rất là nhiều những người bạn và một không khí vô cùng tuyệt vời. Thế nhưng đây không phải là một bãi biển ở miền Trung hay là miền Nam ở Việt Nam, mà đây chính là một phần của dự án Vinhome Ocean Park. Như quý vị có thể thấy ở đằng sau là một tấm bảng rất là lớn. Và có một tin rất vui mà chúng tôi đã vừa nhận được và cảm thấy vô cùng tự hào, đó là Vinhome Ocean Park đã vừa nhận được giải thưởng danh giá là dự án phức hợp tốt nhất tại Việt Nam trong năm 2019. Thực sự đây là một niềm cổ vũ và động viên rất là lớn, và đặc biệt là cũng là một điều khẳng định những điều mà chúng tôi tin tưởng và đã rất cố gắng trong thời gian vừa qua. Còn tiếp theo là một khu vực rất là thú vị. Một không gian, một khu vực, và chắc chắn là bất kỳ bãi biển nào trên thế giới cũng đều phải có. Đó chính là những chiếc ván lướt sóng đầy màu sắc. Và quý vị có thể thấy là các bạn khán giả và các khách mời của chúng ta vẫn đang rất là say sưa và tập trung để có thể chụp ảnh và check in cùng những tấm ván đầy sắc màu này. Còn đây, không biết là các bạn có nhận ra không ạ? Xin mời bạn cameraman có thể hướng ra phía này. Đó, mọi người đang bước lên thứ mà chúng tôi gọi là nấc thang lên thiên đường. Vậy là không cần phải tới thành phố Đà Lạt nữa. Ngay tại quận Long Biên của thủ đô Hà Nội, ngay tại trung tâm của dự án Vinhome Ocean Park, chúng ta đã có thể thoải mái check in với nấc thang lên thiên đường. Và đặc biệt là background ở đằng sau là khu vực hồ trung tâm rộng tới 24,5 hectare với mặt nước màu xanh lục vô cùng tuyệt vời.
Còn bây giờ sẽ là một bất ngờ dành cho những Instagrammer, những bạn rất là thích chụp ảnh check-in. Cho mình nhờ một chút được không? Ha! Wow! Tôi đoán đây sẽ là địa điểm check-in hot nhất tại Hà Nội trong mùa hè năm nay. Còn gì tuyệt vời hơn là những chiếc xích đu rất là giản dị, rất là gần gũi với thiên nhiên như thế này trên một bãi cát trắng mịn và nhìn ra mặt hồ rộng tới hơn 20 hectare. Và bạn nào thích chụp ảnh đẹp và hay thích khoe những cái khoảnh khắc thật là sâu deep với mọi người thì chắc chắn đây sẽ là một địa điểm check-in không thể bỏ qua luôn. Tôi thì không phải là một người thích chụp ảnh và cũng không chụp ảnh giỏi luôn, nhưng chắc chắn là những bạn gái ở đây sẽ có rất là nhiều những shot hình đẹp để khoe với chúng ta.